Casemiro bỏ lỡ 8 trận của Manchester United vì thụ án treo giò trong năm 2023. Trước đó, anh nghỉ trận thua Arsenal 2-3 do nhận đủ 5 thẻ vàng ở Premier League từ đầu mùa. Sau đó, ngôi sao người Brazil được xác định là có hành vi bạo lực trong trận thắng 2-1 trước Crystal Palace và nghỉ tiếp 3 trận tại các giải quốc nội. Hôm 12 tháng 3, cựu tiền vệ Real Madrid có tình huống vào bóng nguy hiểm trong trận hòa 0-0 của Manchester United với Southampton. Tiền vệ này bị treo giò 4 trận do nhận thẻ đỏ thứ 2 trong mùa giải. Casemiro vừa hoàn thành xong án treo giò 4 trận và sẵn sàng trở lại ở các giải đấu quốc nội. Casemiro đủ điều kiện cùng Manchester United ra sân đối đầu Sevilla ở hai lượt trận vòng tứ kết Europa League. Tuy nhiên, một tấm thẻ vàng ở màn thư hùng trên sân Old Trafford đồng nghĩa ngôi sao 31 tuổi không thể theo chân đồng đội tới Tây Ban Nha thi đấu trận lượt về. Một cầu thủ khác của Manchester United cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự là Bruno Fernandes. Bộ đôi tiền vệ này đã nhận 2 thẻ vàng ở Europa League từ đầu mùa. Thẻ vàng thứ 3 đồng nghĩa bị treo giò 1 trận. Theo quy định, UEFA chỉ xóa thẻ cho các cầu thủ từ vòng bán kết. Casemiro là cầu thủ đầu tiên từ mùa năm 2013 đến năm 2014 của Man United nhận 2 thẻ đỏ trong một mùa giải Premier League. Trong suốt sự nghiệp của mình, tiền vệ sinh năm 1992 chưa bao giờ phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trước khi gia nhập Manchester United. Bất chấp liên tục ngồi ngoài vì án treo giò, Casemiro đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Manchester United. Tiền vệ người Brazil hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn, phân phối bóng và ghi nhiều bàn quan trọng cho đội chủ sân Old Trafford. Đến nay, Casemiro có 5 bàn, 5 kiến tạo trên mọi đấu trường. Huấn luyện viên Erik ten Hag nhấn mạnh Casemiro là bản hợp đồng đáp ứng mọi tiêu chí của ông. Trên thế giới có rất nhiều cầu thủ giỏi về kỹ năng. Song để mang tâm lý chiến thắng, có cá tính mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo và sự khiêm nhường như Casemiro, ten Hag không có lựa chọn tốt hơn. Trong trận đấu với Everton vào chiều thứ Bảy, Marcus Rashford bị đau sau khi cố dướn người xử lý trái bóng trong vòng cấm của đối thủ. Sau đó, chân sút tiền Anh ra dấu xin thay người khiến Erik ten Hag buộc phải tung Wout Weghorst vào sân ở phút 81. Tiền đạo đội tuyển Anh rời sân với bước chân tập tễnh và đi vào đường hầm. Theo tờ The Sun, nhiều khả năng tiền đạo 25 tuổi đã gặp chấn thương háng và đây được xem là một chấn thương không hề nhẹ để có thể kịp trở lại đội hình Quỷ Đỏ trong vài ngày tới. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Erik ten Hag đã khá bức xúc, có một số điều bạn không thể khác nhưng có thể tránh được. Tại sao ban tổ chức Premier League cho Manchester United đá trận đấu muộn vào đêm Chủ nhật tuần trước làm khách Newcastle và rồi lại để chúng tôi đá trận đấu sớm thứ Bảy tuần này? Tôi nghĩ điều đó là không đúng. Đây là hậu quả của lịch thi đấu. Điều đó gây rủi ro lớn. Các cầu thủ không thể phục hồi nhanh như vậy được với 3 trận trong 6 ngày. Hoàn toàn có thể tránh được điều này. Ban tổ chức Premier League không cần phải xếp lịch thi đấu như đang có. Chúng tôi phải bảo vệ cầu thủ. Marcus Rashford đang có mùa giải thăng hoa cùng Quỷ Đỏ, đã ghi được 27 bàn thắng mọi đấu trường. Erik ten Hag và Manchester United chỉ còn biết cầu mong cho chấn thương của tay săn bàn 25 tuổi không đáng ngại khi đội đang phải đối mặt lịch thi đấu dày đặc trong giai đoạn quyết liệt nhất của mùa giải.